Chào tất cả các bạn nhé. Chiếc của Napoli Hoa 10 KVA giải 50x250. Với cái lỗi khách thông báo ấy là chắc là giờ đang trong tầm giờ cao điểm buổi chiều ấy, là ổ nắp điện quê ở trên phía trên Bốn Tép. Tức là Bốn Tép là một cái làng cạnh làng Lam Cương như mình, cũng xã Hiền Ninh như thôi. Là điện nó yếu nhưng mà ổ nắp nó vẫn kéo lên đủ, thế là cái khách hàng mới đem cái máy rửa xe ra chạy. Thì bật cái máy rửa xe, cái máy rửa xe hình như nó công suất cũng khá là lớn. Nên bật cái máy rửa xe phát rồi nó máy rửa xe nó cứ gắn rồi nó nổ bụp phát. Thế là một cái tivi mới mua vẫn còn bảo hành hỏng. Rất nhiều thiết bị điện tử khác hỏng. Các bạn thiết bị điện đang cắm nó hỏng các bạn nhé. Và cái máy rửa xe cũng nổ tụ hay sao ấy các bạn ạ. Thì tóm lại là cổ nắp này đang có sự cố. Và khách thông báo là nó bị như thế sau là nó không nhảy két này. Mà nó nhảy két trên cột. Trên cột điện đấy các bạn ạ. Thì khả năng là cái át trên cột là 40A. Còn cái át này 50A thì át này nó chưa đủ khả năng nhảy. Mình đoán thế thôi mọi người nhá. Tóm lại là mặt trái con dao hai lưỡi của nắp ấy, đó là khi có sự cố, tức là điện quê mình điện nó yếu thì là nó cứ mấp mô, ví dụ nó xuống từ từ rồi nó lên từ từ thì ổ nắp nó đáp ứng được ấy. Nhưng mà đây nó xuống mạnh, lên xuống nhanh là ổ nắp không đáp ứng kịp và nó bị sốc điện dẫn tới là nó chết chẳng hạn, dẫn tới là điện áp đầu ra bị vọt có sự cố, thế là hỏng hết thiết bị điện đấy các bạn ạ. Nên không có ổ nắp thì không dùng được, mà có ổ nắp thì điện như này thì hỏng hết thiết bị điện. Nhưng mà may mắn là cái tivi vẫn còn bảo hành, gọi hãng thôi mọi người ạ. Vừa bây giờ hiện tại bây giờ là 1:30 chiều, vừa qua một cơn mưa sấm trước vào mâm. Nên là mình phải tắt hết các thiết bị điện nhà mình đi. Và bây giờ đang tạnh mưa rồi nên mình bắt đầu bật mình rồi làm các bạn ạ. Đây, chúng ta sẽ tham khảo nhé. Con ổ nắp này thấy khách bảo sản xuất năm 2007. 2007 10 ký giải 50 mà nó cho vào cái lõi bé quá các bạn ạ. Cái lõi bé như này. Chúng ta sẽ thấy nó xịt 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 này. Rồi và cái kiểu ôi giời nó chật lích này các bạn thấy không? Này hãng phải đầu tư cho cái ấy to như nhỉ. Cái vỏ nó to ấy các bạn ạ, nhưng mà họ vẫn nhét vào được. Mọi người nhá. Nhưng mà mình nhìn nhá. Mình nhìn như này thì là cái chổi quét nó đang bị hồi về được hết rồi sao nhỉ mọi người ạ? Chẳng lẽ là khi điện yếu là cái chổi quét này, vị trí này, vị trí 252 ra nhé, nó đã hồi về được đến đây rồi. Với cái thiết kế của cái chổi quét đời này ấy, là nó dùng cái đòn bẩy này, cái thanh này là thanh đồng vàng, nó có lực ép xuống nhá. Nó không như những cái thanh khác bằng nhôm, sau đó là nó có chổi quét nó ấn vào cái lò xo đẩy thì nó êm trơn hơn. Với cái kiểu này thì hồi về rất lâu luôn. Mà chổi nó lại sử dụng chỉ vài con tụ là 35V 2002 để hồi thôi các bạn ạ. Như thế này thì mình thấy là ở về là 220 rồi, còn đây là 250 này thì như vậy là ok. Mà chẳng lẽ là khi đó là khách đang bật và tải quá nặng, điện nó yếu, ví dụ điện yếu còn 70V nó xuống đến tận đây là chẳng hạn. Nhưng khách bật điện là tải quá nặng thì lúc đấy là dòng chảy qua đặt quá 40A của ấy đấy. Của cái át của trên bốt điện ấy, trên cột điện ấy thì là thường quê mình là nhà điện lực nó cho cái ổ nắp là cho cái át chỉ là 40A thôi các bạn nhé. Nên nó sẽ nhảy, khi bị có dòng nó nhảy và nó vọt về, nhưng mà vọt về chẳng nghe lúc đấy là nó lại có sự cố về tăng giảm đột ngột, nên là hỏng hết cả thiết bị điện nhà người ta cơ mà mọi người nhé. Thì với cái thiết kế như này thì nó có dơ le bảo vệ áp cao đầu ra này, và khi mới bật ấy, thì mà chờ một lúc dơ le mới đóng, thằng Lê Hoa nó thiết kế như vậy. Và ở đây nó có một cuộn hút nhá, cuộn hút nhưng mình không thấy có cuộn CT đo dòng, thì như vậy là là khi nó phải có CT nhỉ, không có CT các bạn ạ. Đúng rồi, không có CT thì khả năng là khi mà điện áp ra mà cao ấy thì là nó đưa lệnh ra là nó dập cái này để nhảy át các bạn ạ. Thì khi điện áp ra cao thì nó đưa lệnh ra nó đóng con dơ le này, nó nhả con dơ le này thì nó cũng mất nguồn đầu ra, mà như vậy là nó nhảy át để nó ngắt luôn nguồn luôn đấy các bạn ạ. Như vậy là thiết kế với lại cái mạch này nó thiết kế buồn cười nhỉ, nó có còn mỗi một bên nó có tận hai công tắc cứ hành trình luôn. Chúng ta sẽ thấy có bốn công tắc hành cứ hành trình nhá. Thế mới kinh khớm ấy các bạn ạ. Nên thiết kế của anh Lê Hoa quá nhiều kiểu mọi người nhá. Nhiều kiểu lắm, nhưng mà như này bây giờ mình sẽ ghim điện trực tiếp xem thế nào nhá. Thấy khách bảo nhảy nhưng mình chưa dám ghim điện. Thì với như này thì đây mình có ổ điện đây này, thì thường sửa nắp mình chỉ ghim qua bóng đèn thôi. Đấy nghe cho mọi người nhìn nhá. Mình ghi qua bóng đèn này này. Bóng đèn 200W nhá.
mình bật này, đấy, nó chả ồ, chả có gì cả luôn. Như vậy là chết ở vị trí này luôn rồi mọi người nhá. Trong quá trình nó bị như vậy thì bây giờ có cắm trực tiếp thì cũng chả gì cả nữa rồi các bạn ạ. Ăn 30W này. Như vậy là điện áp vào bao nhiêu điện áp ra bấy nhiêu nhá. Hiện tại nhà mình đang vào là 220 thì nó cũng ra là 200 này, 220 này các bạn này. Như vậy là không còn chức năng ổn áp nữa rồi mọi người ạ. Chết ở chế độ này, chết đẹp. Chết này thì có ghim điện nhỉ, lần 2 thì không hoạt động gì cả các bạn nhé. Chỉ tự dưng cái ổn áp tiêu thụ 23W thôi. Còn điện vào bao nhiêu, điện ra bao nhiêu, không gì cả này. Các bạn thấy không, mình bật tắt này. Mình đang bật tắt cái áp đằng trước này. Chả gì luôn. Thôi, quay trở lại để sửa. Thì đầu tiên thì sẽ test thử motor trước. Mình sẽ test thử motor trước xem thế nào đã. Mình dùng cái bộ cấp nguồn mình đang chỉnh ra chỉ 8V thôi nhá các bạn nhé. Các bạn nghe mình nói như thế nhiều khi mình sửa nắp. Đây hôm nay mình sẽ đo cho mọi người thực tế luôn. Mình không bao giờ chỉnh ra 12V đâu, motor chạy 12V này, nhưng mình chỉnh ra yếu như thế để xem nó quay nó có bị mắc không các bạn ạ. Bởi khi mạch chạy nó sẽ cho cấp cho motor là tầm khoảng 12V đấy các bạn nhé. Đây này. Đấy 8V4 thôi. Đầu tiên phải kiểm tra motor xem con lành không đã mà mọi người. Xem cái cụm này nó gồm như thế nào nào. Hai cái này đi vào đây thì là đầu ra đây là hai cái dây xanh này, còn ba cái đỏ này chắc là nó đánh cái vị trí khác thôi, cũng chẳng cần quan tâm các bạn. Mình đi hiểu, mình thiết hiểu nó thiết kế đấy. Có thể nó dập lệnh cấp cầu hát, nó vừa ngắt motor nó lại vừa dập lệnh cấp cầu hát, nó nhiều kiểu ghê thừa các bạn ạ. Nhìn hầm hố, đôi khi anh thiết kế anh muốn thiết kế hầm hố cho nó cho bán được giá thành cao, đôi khi lại thế đấy mọi người ạ. Chưa đơn giản quá này, nhiều khách lại bảo là ôi cái này không phức tạp, không xịn. Anh em mình tháo một dây ra để không đưa cái nguồn trở lại cầu hát thì mình cấp này. Như vậy là nó chả chạy gì luôn, chả ăn tí dòng nào luôn. Để đây vào đây đi, cũng không chạy nhá mọi người nhá. Như vậy là motor chết, motor đã chết mọi người nhá. Ở đấy mình nay thì có dòng ăn. Motor này là motor mòn chổi quét rồi các bạn ạ. Đấy đang quay. Thôi xử lý motor trước, sau đó đến cầu hát các bạn nhé. Cầu hát là gì? Con này nó chạy típ 41, típ 42 này. Không nhìn được cho mọi người. Đây này mọi người này, mình đang chỉ này. Mình thấy con điện trở này hơi đen. Ồ, vài con tụ phồng rồi, phải xử lý cả bo. Ui, tụ phồng lỗ, tụ nhiều tụ lỗ lắm. Thôi mình sẽ xử lý motor trước đã nhá mọi người nhá. Như vậy là nó chết đứng một chỗ luôn rồi mọi người ạ. Nhảy áp phát sốc điện đây là chết cả motor và chết cả mọi nhiều thứ rồi. Bây giờ mình sẽ tháo motor ra, mình xử lý motor trước đã. Con này thì tháo hơi dễ bởi vì cái đời này ấy, là chúng ta sẽ nhìn ấy, nó toàn bằng nhựa thôi, tháo dễ lắm. Bánh răng quả dứa của nó bằng nhựa cho mà xem. Đỏ ở trên, xanh ở dưới. Bây giờ cấp lại nhá, vẫn cấp 8V. 8V thì nó phải quay được đấy, mà nó chả quay được này. Mà nó không ăn tí dòng nào. Nó không hề ăn tí dòng nào nhá. Đây là cho mọi người nhìn cái đồng hồ của mình này. À. 8V đây nhá các bạn nhá. Mình lay chổi quét cho motor nó chạm này, chạm chổi quét này. Các bạn thấy không? Đấy nó ăn nhá. Chổi quét chết đứt rồi đấy, đứt hết chổi quét rồi đấy các bạn ạ. Các bạn thấy chưa? Nay nó mới chạm. Đây bây giờ mình sẽ tháo hẳn motor cho mọi người tham khảo nhá. Chắc là nó bị phát đấy, là nó lỗ cả tiếp điểm luôn rồi. À lỗ cả chổi góp với chổi quét với nhau ấy. Nhiều trường hợp mình thấy thế. Con này lại 14 rồi 13. Mình có cái này chuyên để tháo ổn áp mà con này lại chạy 14 rồi chứ phải 13. Lại nhiều kiểu thế chứ. Để mình tìm. Cả lê này như cả lê của Nga ngày xưa này. Nhà mình còn thống cơ khí từ đời ông già. Cả lê mỏ lết vẫn còn cái đầu cổ ngày xưa của Nga hay sao ấy. Nhựa đấy, nó chặt cơ không ra được luôn này. Gen các bạn nhé, nó ép chặt quá.
Mình sẽ cố gắng tháo ra cho mọi người nhìn được là cái motor nó bị lỗ, nó bị hỏng tiếp điểm như nào nhá. Các bạn cứ để ý nha, mình cứ quay cho video nó dài một chút. Nhiều người cứ thích xem ngắn nên mình toàn ấn tạm dừng máy quay. Hôm nay thì cứ để cái đoạn này cho mọi người tham khảo nhá. Motor thì các bạn vào Google các bạn search thì đầy nơi bán các bạn nhá. Google. Mình thì mình hay tận dụng motor từ những cái đài băng các bạn ạ. Đài băng có khỏe có yếu này, cái loại 10 kg này mình phải dùng loại motor công suất lớn hơn này. Mình thích tao dùng cái loại motor bằng bánh răng quả dứa loại bằng nhựa này, tháo nó dễ. Loại bằng sắt là tháo khó nhất, loại bằng đồng này vẫn còn tháo được các bạn ạ. Bánh răng quả dứa là cái này này. Mình gọi là bánh răng quả dứa. Đấy, tháo nó ra rất là dễ. Motor nó ghi luôn 12V này nhá mọi người nhá. Google search chúng ta sẽ đầy, một đầy các bạn ạ. Nó không dụng à. Đây nha, cố gắng zoom lên cho mọi người nhìn nhá. Mọi người đang thấy mình tháo từ đầu đến cuối đấy nhá, cho mọi người nhìn bên trong xem nó lỗ như nào nhá. Mọi người thấy không? Mọi người thấy phát kêu khe đẹp đấy nó lỗ kinh không? Không cho mọi người không nhìn được nhỉ. Nó lỗ đứt hết cả ổ dây điện các thứ nhá của cái ba con dây nhá mọi người nhá. Đây, nó lỗ này. Đấy, chúng ta sẽ thấy nó có sự phá kinh khủng khi điện áp có sự mất mô mạnh nhá mọi người nhá. Đó, con này phải thay motor thôi. Bây giờ mình sẽ kiếm motor mình thay và máy lắp hoàn thiện nó rồi bắt đầu tiếp tục sửa trên bo mạch. Cho mọi người nhìn được là nó lỗ khi nó sốc điện nó lỗ mức như nào đây các bạn ạ. Kinh khủng luôn. Mình đã thay motor khác này và đã lắp lại nhá. Và chúng ta sẽ quay cữ này. Đó, cỡ dưới cỡ trên cùng này. Đấy, đã đóng và công tắc này đã đóng nhá. Và nó đã không ăn dòng nữa, quay ngược lại này. Mình luôn chỉnh cái điện áp thấp để xem nó bị mắc ở đâu không. Cái cơ này rất là nặng. Đó, đóng ok nhá. Để như này đi, chiều này là chiều cuộn dây xuống bằng dây cao. Đó, bây giờ sẽ tháo ra để bắt đầu sửa bo. Phần motor đã xong, đến lượt bo mạch. Mình đang đoán là xe chập nổ hết tiếp điểm của con dơ le tăng tốc cho mình xem. Dơ le lấy mức điện áp cao ạ. Chờ mình tháo nha, khó tháo quá. Cái máy này dây dở nó quá lằng nhằng, không lôi được hẳn ra mọi người, chỉ lôi được như này thôi. Chúng ta tháo ra chúng ta sẽ cẩn thận không bị tuột máy in nhá. Và chúng ta sẽ nhìn này, nó lỗ này, nó lỗ kinh lắm mọi người ạ. Cái kiểu bệnh như này mình cũng gặp nhiều lắm. Đây là cái nguồn điện thế cao đấy, cái điện áp điện thế cao ấy, nó đi đây này, nó đã lỗ đứt rồi mạch này này. Chúng ta sẽ thấy nó đứt kinh không, kinh khủng lắm. Nó sẽ đi vào cái tiết điểm con dơ le này này mọi người nhá. Thì cái con dơ le đấy khả năng của mình bảo là dơ le đấy, cái nguồn đấy là cái nguồn 40V để tăng tốc ban đầu đấy. Nó lỗ rồi và chúng ta sẽ thấy này, con tụ này lỗ nhá, con tụ này cũng phồng nhá, tụ này không sao này. Đấy, và khi nó bị lỗ motor đấy thì mình sẽ phải kiểm tra cả cầu H mọi người nhá, xem nó có lỗi không. Rồi là tiếp điểm của con dơ le này, ba dơ le nhá mọi người nhá. Cái này thì mình sẽ làm xong rồi cho xem mọi kết quả thôi. Như mình vừa nói cho mọi người rồi nhá, nó lỗ thế thì có khả năng cái tiết điểm con này nó lát hết, có thể nó sẽ dính vào nhau. Ở đây mình đo thử nhá, mình tháo một con ra và mình đo thử cho chúng ta xem con này có tiết điểm con dính không. Bệnh như này gọi là bệnh rất nặng đấy các bạn ạ, do điện lưới nó tăng giảm đột ngột dẫn tới bị sốc điện như này đấy. Đây nhá, đây nó chảy hết cả cái này này.
Mình tạm thời mình kiểm tra cho mọi người một con thôi, còn mình sẽ kiểm tra cả ba con kia cho nó chắc. Và kiểm tra cả cầu H nữa. Cầu H là tip 41 tip 42 ấy. Nhưng con này nó chạy tip 41 tip 42 thì khả năng nó sẽ không chết đâu. Mọi người ạ. Nó bị phát lổ thế, nó lổ hết cả tiếp điểm cả cuộn dây trong motor rồi lổ cả đường mạch này. Và một vài linh kiện như điếu các thứ chỉnh lưu trên cái đường ấy nữa. Thì con dơ le này nhá, thì hai cái chân 12 chân bên bên này này, xa ở bên này 4 chân này, thì hai chân này là hai chân dính nhau nhá, nó là một pha đấy, một dây đấy. Chúng ta dò thống. Và chế độ bình thường ấy thì nó sẽ dính ở hai chân ở giữa, nó là cuộn hút. Cuộn hút đo nó vẫn lên này, nó không chết đâu. Nhưng mà ở chế độ này thì là nó sẽ cái chân này nó sẽ dính một trên hai chân này, và đặc biệt nó kiểu gì nó sẽ dính sang cái chân này này. Chế độ bình thường ấy, nhưng đã nó lổ mất rồi. Mọi người nhé, nó lổ mất rồi, nó lổ đây này, cho mọi người xem cái vết lổ của nó luôn. Nó lổ nó dính vào nhau luôn này. Chờ mình sẽ phá con dơ le ra cho mọi người tham khảo nhé. Đằng nào mình sẽ thay con dơ le khác mà. Ngày xưa một thời không mua được cái dơ le này còn phải tháo ra để sửa tiếp điểm các bạn ạ. Sửa tiếp điểm không chuyển sang một vị trí khác, vị trí hồi về chẳng hạn, chứ không phải vị trí nhận diện điện áp cao là 40V hay là 12V nữa. Bởi vì chỉ lỗ bị ở phần nhận diện điện áp này, nó lấy điện áp này nó mới lỗ như này mọi người ạ. Lỗ như hàn luôn ấy. Đây này, chúng ta sẽ thấy này. Đấy nha, mình sẽ zoom cố lên cho mọi người. Chúng ta sẽ nhìn này, cái tiếp điểm của nó ấy. Nó lỗ này, nó lỗ nó dính lên trên này, chúng ta sẽ thấy như mối hàn nhé. Mọi người sẽ thấy nó trắng xóa như mối hàn, nó lỗ này, nó lỗ và dính chập vào nhau luôn. Kinh khủng lắm. Những cái bệnh như này quê mình gặp từ thời mình chưa làm YouTube thì mình đã gặp quá nhiều. Thôi mình sẽ xử lý nhá. Bạn ban này ban khó. Mình sửa cho mọi người tham khảo thôi. Còn đâu sửa chữa như nào như mình đã nói rồi nhá. Mình chúng ta cần phải kiểm tra những cái đấy và chúng ta phải có linh kiện thay thế nữa nhá. Chúng ta sẽ kiểm tra một vài con diode này nữa này, xem nó có chập không nữa nhá. Tụ lỗ phải thay, tụ lỗ là tụ này các bạn nhá. Và mình đính chính cho mọi người riêng cái ổ nắp này nhá. Con tụ này con tụ 220mm 63V, hoặc là đời sau có thể lắp 50V thôi. Con này lắp 50 thôi nhá, đời đầu nó lắp 63 đấy. Con tụ này là ba con tụ này chịu áp là 50V đổ lên nhá. Và con tụ này là 220mm, hai con tụ này là 100mm, chúng ta lên thay ba con tụ này, chúng ta nên thay đúng dung lượng. Điện áp thì chúng ta có thể thay tụ càng cao càng tốt, chịu càng cao càng tốt, nhưng chúng ta nên thay đúng dung lượng nhé. Bởi vì cái thời gian đóng, thời gian chuyển mạch trạng thái là phụ thuộc vào dung lượng của nó. Mọi người nhé, chúng ta không nên thay to hơn hoặc nhỏ hơn nhé. Mình thấy nó thế, mình sửa nó nhiều nên mình thấy nó thế. Còn tụ này mình có thể lắp thêm lượng được, tụ phản hồi mồi về đấy, hồi về đấy các bạn ạ. Còn tụ này lọc nguồn đầu tiên chỉnh lưu trẻ cho đưa cho con IC khuếch đại thuật toán này các bạn ạ. BT151 đưa cái điện áp AC vào cuộn hút để hút nhả cái dơ le 50A, cái AS 50A đằng trước ấy các bạn ạ. Đây là một con diode nhá, thông nhá, không thông nó sống nhá. Tiếp theo con diode nữa này, từ đây này sang đây này, con diode này đã chết nhá, ba con diode đấy. Con diode này nữa này cũng chết lốt nhá, đo thông hai chiều là chết mà. Bọn chiếc diode này là chính như chỉ lửa chu kỳ thôi, để tạo nguồn nuôi cho ba cái cuộn hút đấy các bạn ạ, ba cuộn hút của ba dơ le đấy. Đây nha, mình sẽ đo con trên này này, không chết nhá. Còn con này nhá, hai con này nhá,
tháo ra nhá, một con chết chập nhá, đó. Đấy, đo trên đấy cũng biết được nhá, nó chết thông cả hai chiều rồi. À, hai cái con này thì nó chỉ níu đầu vào, hai con này nó không chết đâu. Đấy. Nó chỉ phần dơ le nó bị sốc điện áp cao, nó chết cái phần đấy đâu mà, tụ nó phồng lên hết mà. Mọi người nhá, bây giờ mình sẽ thay như thế thôi. Thay diode là 4007. Kể cả chúng ta lắp 4004 được, nhưng 4007 tốt hơn nhá mọi người nhá. Tháo rất nhiều bo đây này. Mình đang có cái bo như thế này. Bo này bị nhiễm sét, nó lổ tanh bành. Nó tràn to thứ này. Nó giống hệt đấy các bạn ạ. Chẳng qua nó dùng là con ổ áp bé hơn này, nên nó bé hơn, à nó cũng thay khác một chút các bạn ạ. Nên dơ le mình vừa tháo ra rồi. Chắc diode các thứ mình cũng tháo lốt cho nó nhanh các bạn ạ. Tụ mình cũng tháo lốt. Đây sửa chữa mà có bo xác thì quá là ngon lành luôn. Đây này các bạn, mình bật cho các bạn tham khảo này. Mình đang đo nguồn đầu ra đấy, 218 202 nhá. Tắt này, nó đã hồi về này. Các bạn nhá. Chết quá nhiều luôn, nhưng con này sửa dễ dính bảo hành lại. Bởi vì với cái mùa hè, với cái lưới điện nó bị bập bênh như này ấy, thì dẫn tới là điện con này thì hồi về rất kém luôn. Mình đính chính cho mọi người nhá. Con dòng Li Hoa mà nó dùng cái loại, thì mình rút ra mình nói, dùng cái loại kiểu chổi quét theo kiểu dùng cái thanh đồng để bập bênh tạo lực nặng này thì nó rất là nặng. Nếu mà nó dùng cái loại thanh nhôm thẳng ấy, sau đó là dùng chổi quét không có cái lò xo đẩy vào ấy, thì nó mềm hơn, nó sẽ hồi về nó trơn lắm. Chứ cái kiểu này trơn rất nặng. Mình vừa mới cắm thử 100 rồi, nó chỉ chạy được một đoạn thôi các bạn ạ. Như vậy mà không điện áp tụt xuống tận 50V chẳng hạn mà nó không về hết, được bật lên thì lổ tan tành này thôi. Mình đoán là con này là nhà khách là đang chạy tải nặng, dẫn tới là cái một cái điểm nào đấy nó bị mô ve chẳng hạn, hoặc là cái lưới điện có sự cố chẳng hạn, nó bị mất điện đột ngột, sau nó lại có điện lại, thế là nó mới lổ như thế mọi người nhá. Chứ khách sau đó nó mới bị chập như thế, nó mới nhảy át đấy các bạn ạ, dòng ca cá nó mới nhảy át trên cột đấy các bạn ạ, và nó cháy lặng như thế đấy các bạn nhá. Với mình vừa nói rồi, con này thì mình sửa mình dễ dính bảo hành lại, bởi vì là mình sửa gì ok hết rồi đấy, ngon lành rồi đấy. Nhưng vấn đề là cái cơ này nó hồi về quá kém là một này, xử lý khó lắm mọi người. Tăng tụ mình có tăng thêm tụ này, tăng thêm tụ hơn 1000mi nữa này, còn nó có ba con tụ là 35V 2002 nữa, nó tăng thêm con nữa nhưng mà chả được ăn thua đâu các bạn ạ. Nó phải dùng dài to cơ như này, nó không ổn lắm, vậy vì cái cơ này nó nặng thì dễ bị dính bảo hành. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn khách, giả sử mà bị mất điện hoặc nhé này thì là ra bật tắt bật tắt bật tắt bật tắt 3 lần, bật tắt thật nhanh, sau đó bật lần 4 thì có khả năng là lúc đấy nó sẽ hồi về hết cỡ nhá. Bởi khi mình bật lên cái thì bắt đầu nó lại trả về một tí, bật lên cái lại trả về một tí, nó trả về thì nó trả được đến cái ngưỡng mà chịu được là ok. Chứ bật phát đầu tiên phát nó cứ lỗ đục 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 phát nhảy át lại ngay mọi người ạ. Và đây cho chúng ta tham khảo nó hỏng những cái gì. Hai con tụ, một con 100mi, một con 220mi, 50V. Vừa nãy thì mình đo cho mọi người chết một con thì chết thêm một con nữa. Con hồi về đấy, nó đánh nó lổ. Đây con hồi về chúng ta sẽ xem này. Đây là cái con trước mình cho mọi người tham khảo nó lổ tiếp điểm nhá. Còn con hồi về, con tiếp theo để chuyển trạng thái giữa hồi về lấy cái điều nguồn trên này đưa về hồi về hay không ấy, khi tắt đấy, nó nổ đen xì hết luôn, nó nổ đen xì hết cả mạch bên trong luôn. Nhưng cái con này nó không đen này, nó còn sạch sạch như này nhá. Nó lổ, nó phóng hồ quang kinh khủng không mọi người ạ. Đấy, như vậy là thay hai con đấy, chết hai con diode, hai con tụ. Còn DZ 12V này cũng chết, mình đang dùng hai con DZ 6V 8, mình đấu lối tiếp nhau các bạn ạ. 6V 8 đối 6V 2 nối tiếp nhau. Các bạn nhá, thì nó là 12V thôi mọi người nhá. Cầu H tiếp 41 tiếp 2 thì mình kiểm tra không lỗi mọi người ạ. Như vậy là nó chết những cái con như vậy đấy, lổ motor rồi lằng nhằng như thế luôn các bạn nhá. Sửa chữa ở quê mình ấy, thì điện nó yếu nên mọi người phải có ổ áp mới dùng. Nhưng mà nó là cái con nó là mặt trái, khi mà có điện lại mình nói rồi, điện áp có sự tăng giảm từ từ ấy, thì nó đáp ứng ok, nhưng tăng bảng đột ngột thì lổ tanh bành như này luôn mọi người ạ. Hy vọng là mình sẽ không bị dính bảo hành con này. Còn video thì sẽ kết thúc nhá, chào tất cả các bạn. Qua video mọi người sẽ thấy được một cái ban bệnh rất là hay gặp ở những nơi vùng quê mà điện nó yếu. Người dân người ta chỉ biết dùng thôi, hỏng là đem đi thợ. Nhà này hỏng thiết lại rất là nặng, rất nhiều thứ luôn từ cái ổ áp này đấy các bạn ạ.
Còn nếu mà không ổn áp ấy thì điện nó tụt yếu ấy thì thiết bị điện sẽ không hỏng. Bình tĩnh chứ, như mọi người, cái quạt mà điện yếu thì không bao giờ nó cháy nhá. Điện nó yếu thì dòng nó chảy qua nhỏ thì nó sẽ không sao cả. Nhưng giả sử điện nó tăng lên 300V ấy, thì những cái linh kiện, những cái tivi này, những cái đồ điện tử ấy thì nó lỗ là hỏng hết mọi người nhá. Và điện yếu thì nó sẽ không hỏng nhiều bằng điện khỏe đâu. Và cái ly hoa này là cái chính là do điện nó đầu vào nó bấp bênh làm cho điện ra vọt tăng cao. Đó, nguyên nhân đấy.